đầu tiên khi bước vào nhà đó là một không gian rất rộng rãi, bao gồm cả phòng khách và bếp. Ngay phía bên trái của gian phòng đó chính là một hệ thống kho với kệ được làm chắc chắn bằng đóa hoa cương. Mỗi sáng khi thức dậy, bạn có thể từ ban công tầng 2 của ngôi nhà ngắm khu vườn mai và hít thở một bầu không khí trong lành từ sông thổi vào. Căn phòng đầy ánh nắng mặt trời tự nhiên, bạn có thể sử dụng như một phòng làm việc, cũng có thể là một phòng sinh hoạt gia đình. Ngay kế bên đó chính là phòng ngủ đầu tiên. Đây là căn phòng có một cửa thông gió. Phòng đã được trang bị thiết bị căn bản như đèn, máy lạnh. Và ngay kế bên đó chính là nhà vệ sinh. Cũng giống như đây là khu vực giặt và phơi phóng quần áo rất là thoáng đãng. Hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt để cho bạn có thể tiết kiệm một phần chi phí. Tầng 1, chúng ta sẽ có một phòng ngủ đã được lắp đặt một hệ thống rèm cũng như là tủ sách và ghế đọc sách ngay sát bệ cửa sổ. Thông qua nhà vệ sinh và hành lang đó chính là phòng ngủ thứ ba. Đây cũng là căn phòng có diện tích rộng rãi nhất, đã được lắp đặt sẵn tủ âm tường, máy lạnh và chắc chắn không thể thiếu đó chính là cửa sổ thông gió nối với giếng trời để luôn cho bạn một cảm giác thông thoáng thoải mái nhất. Và bây giờ mời các bạn cùng xem lại một số hình ảnh của ngôi nhà. Số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần review tiếp theo.